Ôi dạ, báo cáo hai bác ạ. Ôi dồi ôi, trông đẹp dài á. Dạ, báo cáo hai bác ạ. À, chả giấu gì hai bác ạ. Dạ, báo cáo hai bác ạ. Dạ, em chuyển đứa này đứa thứ ba rồi ạ. Mới có 2 tháng thôi ạ. Người ta nghén mận, nghén đào, nghén cơm, nghén phở, nghén ngủ mỗi mình em, nghén âm thanh ạ. Nó nói nhiều quá, điên tiết tống cổ đây luôn ạ. Dạ, vâng, báo cáo hai bác ạ. Dạ, vâng, ơi, trông béo tốt đẹp dài quá. Dạ, vâng, báo cáo hai bác ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Sốc cái. Ôi dồi ôi, mình ơi, mình cố gắng ở trong này chữa bệnh nó nhiều mình nhá. Ở nhanh ấy thì là 2 tuần, chậm ấy thì là 2 tháng. Cố gắng ở đây rồi là em đón mình về với em với con nhá. Ừ thôi em đi về đây nhá mình nhá. Rồi khổ lắm, chồng con nói suốt ngày em đi về đây. Ôi thôi nhá. Đây đây này này, em chuyển kinh nghiệm đã rồi về sau. Ôi giời ơi. Ôi. Rồi. Vâng, em xin. Thế là được tự do mồm rồi, sung sướng quá, 3 tháng nay mới được nói. Sung sướng quá, 3 tháng nay mới được nói. Thủ trưởng ơi. Ơi thủ trưởng. Tôi không phải là thủ trưởng. Quái lạ nhỉ, sao ở ngoài đời nhiều người thích làm thủ trưởng thế mà vào đây lại không thích làm thủ trưởng nhỉ? Quái lạ, giá trị đảo lộn hết cả, chả biết được nào mà lần. Quái lạ. Người thích làm thủ trưởng thế mà vào đây lại không thích làm thủ trưởng, quái lạ thật. Buồn cười. Chị hộ lý ơi. Ơi chị hộ lý. Này chị hộ... Bác sĩ bảo là ngày mai cho anh ra viện. Không hiểu tình trạng này ra viện làm sao được chứ. Nói nhiều quá. Khổ quá, tôi có nói nhiều đâu. Ở nhà vợ tôi nói nhiều chứ tôi có nói nhiều đâu. Này chị ơi, thế ở nhà chồng chị nói nhiều hay ông bà nội ông bà ngoại chị nói nhiều? Nhà vợ tôi nói nhiều lắm chị à. Nói 24/24 đã không biết thì bảo là bà tay dạy khôn. Mà không biết thì không biết thì dựa cột mà nghe. Thế chị, nhà chồng chị nói nhiều hay ông bà nội ông bà ngoại chị nói nhiều? Nhà với tôi nói nhiều lắm. Vâng, 24/24 đã không biết thì bảo là bà dạy khôn. Thế ở nhà chồng chị nói nhiều hay ông bà nội ông ngoại chị nói khổ nhiều? Khổ quá, anh trật tự cho tôi làm việc chứ. Vâng thì chị cứ làm việc, nhưng mà tôi đang tâm sự chị ạ. Tôi đang tâm sự cái chuyện đấy, 3 tháng nay vợ tôi chưa đến thăm nuôi, ăn ở với nhau như thế mà 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi còn gì là vợ chồng. Vợ chồng ăn ở với nhau 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi. Cho nên mà chị tưởng tượng là bệnh nhân ở trong nhà thương cũng như tù nhân ở sau chắn song sắt thì phải có người động viên ở khích lệ tinh thần thì bệnh tình mô khỏi, thì 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi còn gì vợ chồng. Vợ chồng ăn ở như tôi 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi. Buồn cười thật đấy, 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi còn gì là vợ chồng. Tống các bạn đây là 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi. Vâng, chị ạ, tôi đang tâm sự chị ạ. Tâm sự với nói nhiều là hoàn toàn khác hẳn nhau. Tâm sự nói nhiều là hai vấn đề hoàn toàn khác hẳn nhau. Tôi đang tâm sự chuyện 3 tháng nay vợ chưa đến thăm nuôi. 3 tháng nay mà chưa đến thăm nuôi đấy. Chị ơi, chị giải quyết cho tôi ở một người đi, không tôi buồn lắm chị ạ. 3 tháng nay chưa đến thôi thăm nuôi. Thôi được rồi, để tôi vào trong kia xem có ai đến thăm tôi dẫn họ vào thăm nhá. Khổ quá đi mất. Khổ đâu mà khổ, sướng thế thì bảo khổ. Vào rồi đấy. Cất ghế rồi đấy. Lại ra rồi đấy. Chị ơi, chị cất ghế ở đâu đấy? Đấy là việc của tôi, anh hỏi làm gì? Vâng thì tôi biết là việc của chị, thế nhưng mà tôi biết là việc của chị, nhưng mà chị ơi, chị cất ghế ở đâu đấy? Tôi biết là việc của chị thôi, nhưng mà ở ngoài đời nhiều người không phải việc của người ta vẫn tham gia đấy thôi. Chị cất ghế ở đâu đấy, chị trả lời thôi. Tôi biết là trong này tôi chả cần gì ghế đâu, trong khi đó ở ngoài có nhiều cuộc chiến tranh vì những chiếc ghế chị nhỉ. Chị ơi, chị cất ghế ở đâu đấy? Chị giải quyết cho tôi ở một người đi, không tôi buồn lắm, buồn là nói chuyện với chị cái ghế chị cất đâu đấy. Trời ơi, thế anh có yêu cầu gì không? Chị giải quyết cho tôi ở một người đi, không tôi buồn lắm chị ạ. Thôi được rồi, để tôi vào trong kia tôi có ý kiến với điều trị viên trưởng nhá. Vâng. Anh là anh nói nhiều lắm đấy nhá. Khổ quá, có nói nhiều đâu, hỏi lại bảo nói nhiều, buồn cười. Hỏi với nói nhiều là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Không hỏi thì không giải quyết, đâu hỏi thì bảo nói nhiều, buồn cười thật đấy. Không hỏi thì không giải quyết, hỏi bảo nói nhiều, buồn cười. Nhiều người nói ít làm nhiều thì lại bị vào đây, có những người nói nhiều làm ít và lại không bị vào đây, giá trị đảo lộn hết cả, chả biết thế nào mà lần. Lại ra rồi đấy. Nào tất cả ra đây. Bốn ba hai một một hai ba bốn. 1234 là dãy số tự nhiên đấy chị nhỉ? Phải rồi. 1234 này bệnh nhân này vào viện từ ngày đầu hả chị? Đúng rồi. Vào viện từ ngày đầu chắc là khỏi bệnh rồi chị nhỉ? Khỏi bệnh thì chịu khó lắng nghe lắm nhỉ? Ở cơ quan mà chịu khó lắng nghe thì tốt biết bao rồi. Thế nào? 1234, 4 người anh thích ở với ai chọn đi? Hay là ở với tất cả đi? Úi trời này. Phòng chật chội này, ở với tất cả rồi đánh nhau làm sao mà can thiệp chị được hả? Chị cứ lo xa thế chị giải quyết, hay là 13 anh chỉ được ở một người thôi. Vâng, 13 ơi, ngồi xuống đây. Ngồi khẩn trương nghe tôi hỏi này. Và đây chữa theo liệu pháp gì đấy, uống thuốc hay là nhét rẻ vào mồm đấy? 13 ơi. 13 ơi, nghe 105 hỏi nghe rõ không trả lời. Quay lạ, chữa xong cái bệnh nói nhiều mà cứ im lặng suốt đời này cũng gay đấy chị.
Thôi 24 ơi, lại đây. Nghe nghe tôi hỏi này, ai là số 4 giơ tay? Đồ quá, hỏi ai là số 4 giơ tay, hỏi tất cả đâu, bỏ tay xuống nghe tôi nói này, ở đời phải biết mình là ai chứ lý, cứ nhận sằng nhận bậy nhận bừa. Nghe tôi hỏi là ai là số 3 giơ tay? Đồ quá, hỏi ai số 3 giơ tay, hỏi tất cả đâu, bỏ tay xuống nghe tôi nhắc lại một lần nữa này, ở đời phải biết mình là ai này. Nghe tôi hỏi điều quan trọng này, ai là số 1 giơ tay? Ai là số 1 giơ tay? Ai là số 1? Quay lạ không dám nhận mình là số 1. Ở ngoài đời đánh nhau vì số 1 và đấy không dám nhận mình là số 1. Ở ngoài đời tranh nhau nhận mình là số 1 và đấy không dám nhận là mình số 1. Quay lại giá trị đảo lộn hết cả, chả biết từ nào một lần. Hộ lý ơi! Sao? Đồng chí hộ lý dẫn họ ra ngoài ánh sáng mặt trời rất tốt, rất nhiều tia hồng ngoại, tia tử ngoại, vitamin A, vitamin D tổng hợp thế nào cũng chữa khỏi căn bệnh này, không nói là nguy hiểm. Mà im lặng suốt đời này là ông thôi, này. Anh không phải dạy khôn tôi. Biết thì bảo vào dạy khôn thì khiêm tốn học hỏi chứ lì. Nào, sắp đến giờ thăm nuôi rồi, tất cả chuẩn bị theo tôi ra thăm nuôi nhá. À, ra thăm nuôi, biết rồi. Thế nhưng mà không nhất thiết phải vỗ vào đùi như thế đâu, nhìn nó monotone khó chịu lắm. Monotone khó chịu lắm, có người gật đầu, người nửa miệng, người cả miệng, cứ như thế mà phong phú chứ lại cứ vỗ vào đùi đôm đốp, nhìn monotone khó chịu lắm. Nào, anh cứ trật tự cho tôi làm việc nhìn không? Nhìn monotone khó chịu phải góp ý luôn chứ chị tưởng tượng. Tất cả theo tôi ra thăm nuôi. À, ra thăm nuôi, tôi cũng được phải ra thăm nuôi chứ, 105 xếp hàng ra thăm nuôi chờ với. Chờ với 105 ra thăm nuôi. 3 tháng nay chưa có người đến này, thăm nuôi. Anh đi đâu đây hả? Đi đâu? Nuôi. Khổ quá, tôi bảo anh là cứ đứng ở trong kia, có ai đến thăm tôi dẫn nó vào thăm. 3 tháng nay vợ tôi chưa đến thăm nuôi, chứ xã hội là tổng hòa có mối quan hệ mà ít nhất là hai cá thể mới hình thành xã hội, chỉ phải giải quyết tôi một cá thể, không cá thể nó thui chột thì sao? Thế anh không hiểu rằng ở xã hội này không ai được quyền quyết định sống ai, hiểu không? 3 tháng nay vợ tôi chưa đến thăm nuôi, ăn nở với nhau như thế mà 3 tháng nay bệnh nhân ở trong nhà thương cũng như tù nhân sáu chắn sống sắt, người động viên khích lệ tinh thần bệnh nhân mà khỏi. 3 tháng nay chưa đến thăm nuôi rồi. 3 tháng nay ăn nở. Có tin vui rồi. Vợ anh đến thăm. Ôi giời ơi, mẹ này chị ơi, tôi bảo này. Hả? Mang nhiều thứ không? Ôi giời ơi, nhiều. Rồi này, tôi bảo chữa 6 tháng rồi bụng chắc to lắm nhỉ. To. Xa thì nhớ đây chứ, tôi bảo này. Bảo nó ít thì ghen tị với tôi nhá. Đấy, không được nói ghen tị mà được nói rồi ghen tị đấy chị, bảo ở đời nó khó sống lắm. Ghen không được nói ghen tị, được nói ghen tị thì điều hòa giải quyết cái mâu thuẫn như nào? Không được nói ghen tị, được nói rồi ghen tị. Điều hòa giải quyết mâu thuẫn, không giải quyết mâu thuẫn nó sẽ bùng nổ mà khó phát mà đấy nó khó dập tắt rồi. Bảo nói ít thì ghen tị với tôi nhé. Ừ, hiểu thì nói, đang nói là không lại ghen tị với tôi nhé. Nhớ thế này, bảo này. Rồi hết rồi ra đi. Ôi, nhớ quá người rồi ơi. Cứ choang choác. Ôi, 3 tháng nay không vào thăm nhau đấy, khổ lắm. Cái gì thì cứ ôi trời ơi, mãi. Trời ơi, mình ơi, đây rồi. Ở trong này thế nào, thế mình ăn được không, ngủ được không? Các bác sĩ chăm sóc mình thế nào? Ôi trời ơi, em mang cho mình bao nhiêu thứ ngon mình ạ. Em mang cho mình gà luộc lá chanh này, em mang cho mình xôi giò, xôi pate, xôi chả, xôi trứng, xôi ruốc này. Ồ, em mang cho mình, em mang cho mình bao nhiêu là hoa quả này, dưa hấu này, dưa lê này, táo này, mãng cầu này, na này, chuối này, bưởi này, ổi này, rồi ôi nhiều thứ lắm mình ơi. Ôi trời ơi, em mang cho mình bánh đậu xanh này, năm mà mấy chục năm này, bánh cốm này, bánh dừa, bánh mừng vòng này, rồi ôi mà nói mà không biết đối tượng nói chuyện đang đứng ở đâu, tôi liền thuyền thế. Mình ơi, mình hay là mình ăn quả phao câu gà trước đi, hơi bị ngon. Gà luộc chấm lá chanh phải ăn ngay quả phao câu. Em thèm phao câu lắm ấy mình ơi. Ôi trời ơi, mình ơi, chỉ khó ăn vào nhất không về với em đi con mình nhá. Em thì em không nói nhiều đâu, nhưng mà em chăm sóc mình lắm, em yêu mình lắm ấy mình. Dạ báo cáo đồng chí điều trị viên là em có nói nhiều đâu, tự dưng em lại cứ đứng vào đây ạ. Dạ báo cáo chị ạ, khổ lắm ạ. Ở nhà là chồng em nói nhiều hơn thăm chồng hay là em ở nhà ăn. Là em đây chị nói liên tục, nói không ngừng nghỉ làm tôi đau hết cả đầu như này. Thế dạ báo cáo chị, đấy là em trình bày quan điểm của em vô cùng rõ ràng. Yêu cho do cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ở nhà em mắng con em thì chồng em lại mắng em, xong em mắng nó, chúng em mắng nhau, tự nhiên thành ra nói nhiều. Dạ báo cáo chị là quả vòng này em mua chờ đầu xuân. Úi giời ơi. Hơi bị đẹp, quả dép này em cũng mua ở đấy, hơi bị này, xinh. Này, mà chửa là không được đi dép bao gót đâu nhá. Ai mà chị thế nào? Phụ nữ luôn luôn phải xinh đẹp, mặc dù chuyện đẻ không chồng che chồng bỏ thì vô duyên lắm. Trời báo cáo chị em đi vào ạ. À, nhưng báo cáo chị, ôi, em mua quả này hay lắm chị ạ. Em mới mua được quả chui ra, lại có cái mở ra mở vào cho con bú. Úi dồi, hiện đại thế cơ à? Mà không hiểu sao nhá, cái áo của em nhá, ngoài của nó màu tím nhưng mà áo của nó lại màu đỏ sẫm. Đâu chị xem đây này. Úi dồi, dây dợ lằng nhằng này à? Đây chị hỏi này, thế đây có cái loại mà áo màu tím quai màu hồng không? Có cả áo màu tím quai màu da cam. Úi thế à? Này, úi dồi ơi, này nhìn hộ chị mặc size bao nhiêu? Chị này hơi bị ó y đấy. Thế này chị mặc size 46. Thế à? Vào đây, em có quả quần ren size 42 hơi đẹp màu vàng. Thế à? Này mặc đồng bộ mà ren đẹp nắng vàng. Đấy, vào đây kiểm kinh nghiệm, chuyện ra này. Đây
Lan được bố trí một người ở cùng anh nhá, thử thách cuối cùng nhá. Cái ông ấy bảo nãy giờ em hơi bị nhiều chuyện muốn nói với chị đấy rồi. Bảo này, mặc cái loại nói chuyện mà nghe. Úi giời ơi, vợ tôi túm được người tâm sự rồi, thế này ít nhất phải 3 tiếng mà ngủ qua đêm nhà người ta để nói chuyện. Cô hộ lý thế nào bị đuổi việc vì buôn dưa lê, buôn dưa chuột trong giờ làm việc. Đấy. Trong giờ làm việc mà buôn dưa lê, buôn dưa chuột thì còn đâu là năng suất nữa. Đấy. 3 tháng mới dồn làm một lần đấy. Dưa hấu này, gò cái gì đấy, giò này, gà này. À, quay lại, lúc nãy hộ lý nói là mình sẽ ở với một người. Đúng cái lúc vợ mình đến thăm nuôi này không mời người ta ăn thì bảo là ki bo kẹt xỉ. Mà mời nhỡ người ta quá đà, người ta chén hết thì 3 tháng sau mình lấy gì mà chén. Thôi tốt nhất là đút vào gầm giường ăn dần. Ki bo cũng được, mang tí tiếng thì ki bo kẹt xỉ. Có cái mà ăn chứ nhỡ điên. Chén hết thì 3 tháng sau mình lấy gì mà đậy chiếu lên, chèn cái chăn lên. Nó phải cẩn thận để... Bắt đầu từ ngày hôm nay, người này sẽ ở cùng anh. Vinh dự quá nhỉ. Đấy nhá, thể theo yêu cầu rồi nhá. Điên à? Không. Giờ hơi à? Không. Thần kinh à? Không. Sao lại cứ không? Điên không phải à? Giờ hơi không à? Không. Thế sao rời không mưa vẫn mặc áo mưa nhỉ? Điên à? Không. Giờ hơi à? Thế lý do làm sao mà rời không mưa vẫn mặc áo mưa? Vừa đập chết một người. Ui dồi ôi. Mày khổ quá, đập chết người đưa vào nhà tù ở, sao đưa vào đây ở với tôi? Nguyên nhân sâu xa là do bệnh nói nhiều. Có một người nói nhiều quá làm anh ấy bức xúc, anh điên đập chết luôn. Tôi có ý kiến nha, thôi đổi chỗ cho tôi đi. Yêu cầu mãi mới giải quyết, đổi nó đổi thế nào? Khổ quá, nhỡ là điên lên, nó không kiềm chế được, nó khẩn cái tôi à. Khổ quá, làm gì có chuyện nhỡ. Tôi phải hiểu rằng trên đời này mọi điều, mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng khẩn cái lúc ấy kiện ai? Này, tôi hỏi anh nhá, anh có muốn về với vợ con không? Có muốn ra viện không? Thế cứ nói đùa. Đây là thử thách cuối cùng, ra làm quen nhau đi nhá. Cố gắng nhá. Quen thích điên không phải? Không. Trời ơi. Không. Thần kinh. Đã bảo là không rồi mà. Sao giờ không mưa vẫn mặc áo mưa? Điên không phải à? Không. Giờ hơi không cũng không. Thần kinh cũng không. Thế sao giờ không mưa vẫn mặc áo mưa? Điên không phải. Giờ hơi cũng không. Thần kinh. Thế sao giờ không mưa vẫn mặc áo mưa? Trời ơi. Thế khổ quá, cái gì nó có nguyên nhân của nó, điên không phải à? Giờ hơi không à? Không. Thần kinh cũng không đúng không? Thế sao giờ không mưa vẫn mặc áo mưa? Rồi ra làm quen nhau đi nhá, mới tìm hiểu thì mới biết được chứ nhá. Cố gắng nhá. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đấy là chào hỏi nhau đấy. Ê, chị cứ đùa, cứ làm như tôi là con nít không bằng. Hôm nay này tuổi chưa thích cái màn chào hỏi nào làm quen khỉ kìa. Cố gắng làm quen lần nữa nhá. Thôi, cố gắng nhá. Tôi có yêu cầu nhá, trung tâm mình có bao nhiêu nhân sự, chị lùa tất cả ra đây nhá. Nhớ có chuyện gì xảy ra tôi rú một cái là phải ứng cứu kịp thời nhá. Khổ quá, anh này cứ quan trọng nhá. Khổ quá, người hiểu biết là người ta biết nhìn xa trông rộng. Nhớ nó cực cái kiến ai. Rồi, mình đến đi, mỗi vòng hoa là xong. Cực cái. Để tôi vào trong kia, tôi bố trí tất cả đứng quanh quất ở đây nhá. Rồi, cố gắng có nhá. Chuyện gì xảy ra là phải ứng cứu kịp thời nhá. Ừ, cố gắng. Phải tắc chiến. Thì mình làm quen nhau tí nhỉ. Nhưng không phải giờ hơi không thì thần kinh. Thôi đừng có khịt nữa. Chào ông. Chào ông. Điếc hay sao? Chào ông. Đừng gọi là ông. Bố mới cáu. Dùng cái đại từ nhân xưng kính trọng thế mà ông nó cũng cáu lạ thật. Biết nói thế nào cho bố nó khỏi cáu chứ gì. Chiều bố nó là cả một vấn đề chứ gì. Này này, thôi này, định tìm chỗ ngủ hả? Này, tôi nói này, ở đây toàn người có học ăn ngủ, phải đúng nơi đúng chỗ, muốn ngủ thì vào trong kia ngủ, có chăn có chiếu ngủ đàng hoàng, không có cầm lạnh nghe thấy gì không? Nói nhiều quá. Khổ quá, ông sai quan điểm rồi, thế nào nói nhiều để tôi giải thích cho ông nghe nhé. Nói nhiều đứng trước đám đông, đứng trước cửa tọa, vung chân vung tay nói rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cửa tọa đứng dậy không hiểu cái gì cả. Đấy mới là nói nhiều của tôi, đang quan tâm chỗ ăn chỗ ngủ của ông, muốn ngủ thì vào trong kia ngủ, có chăn có chiếu ngủ đàng hoàng, không cầm lạnh. Tỏ ra là một người có học, muốn ngủ thì vào trong. Cãi nữa. Ông lại sai quan điểm rồi. Thế nào là cãi thì tôi giải thích cho ông nghe nhá. Cãi là luật sư người ta tranh tụng, người ta tranh luận vấn đề gì này, lửa sống còn gọi luật sư là thầy cãi, còn tôi đang quan tâm chỗ ăn chỗ ngủ của ông, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Biết là có thằng nói nhiều, bố mày đập chết không? Lúc nãy hộ lý nói không tin. Giờ chắc là thật. Nói nhiều chứ khổ quá, im lặng làm sao được mà không. Thôi tốt nhất là nhét rẻ vào mồm rồi ra hiệu. Ra hiệu thế nào cho người ta hiểu chứ đi. Từ bé giờ chưa thành kịch câm này bao giờ. Nhét thế nào cho nó vừa đi chứ khổ. Nhét sâu quá thì nghẹn. Mà nhét nông quá như nó phọt ra đập chết. Thôi tốt nhất là nhét vừa vừa. À.
À. Chặt gạch à? Nhanh lên! Trẻ củi à? Mấy nào? Biết rồi! Pha thịt lợn! Đấy! Không nói không được! Nói chứ không bảo là nói nhiều! Ông thấy hai mặt của một vấn đề không? Không tìm hiểu cũng được, tìm hiểu mà nói nhiều. Một người tôi bảo tôi có quả dưa hấu, vợ tôi đến thăm 3 tháng mới rồi là một lần. Ông có muốn ăn thì tôi bổ làm đôi, mỗi đứa một nửa thế thôi. Mà chặt gạch pha gà bổ cồn sốt ruột quá. Không hiểu cái gì cả. Dưa đâu? Thế nhưng mà trước khi ăn dưa hỏi là tại sao mà đằng ấy lại vào đây mới được cơ chứ? Biết rồi còn hỏi. Đập chết một thằng. Không tin lắm, lý do nguyên nhân gì mà đập chết người ta chứ lại... Chả cần lý do, điền lên đập chết. Thế mỗi lần điên lên thì đập chết hàng loạt à? Con người là phải biết kiềm chế chứ thì... Nghe thế này. Hả? Chả là tớ ở cùng một thằng. Người nhà nó đến thăm, mang cho nó rất nhiều dưa. Nó ăn không hết, nó lại giấu vào gầm giường. Có đồ ăn phải bỏ cho mọi người cùng ăn, ai lại giấu đi ăn một mình. Tớ vì ghét, tớ bảo nó là cái đồ kibo. Đúng. Nó lại không giải thích ngay lúc đấy thế nào là kibo. Nó chờ đến lúc tớ chuẩn bị đi ngủ nó mới giải thích. Nó giải thích suốt từ lúc tớ chuẩn bị đi ngủ đến sáng hôm sau. Tớ bị điên lên, đập phát chết luôn. Thế là tớ bị bắt, bị nhốt vào tù, lại ở cùng một thằng. Người nhà nó đến thăm, mang cho nó rất nhiều gà. Thế... Gì đấy? À, mình bảo mình cũng có gà, nếu đằng ấy muốn ăn thì mang ra bổ làm đôi, mỗi đứa gặm cái đùi cho nó thích. Kể đến đoạn này lại phòi ra gà. Mình không giống cái thằng cậu kể đâu. Thế nghe này. Nó ăn không hết gà, nó lại giấu vào gầm giường. Có đồ ăn phải bỏ cho mọi người cùng ăn, ai lại giấu đi ăn một mình. Tớ vì ghét, tớ bảo nó là cái đồ kẹt xì. Nó lại không giải thích ngay lúc đấy thế nào là kẹt xì. Nó chờ đến lúc tớ chuẩn bị đi ngủ nó mới giải thích. Nó giải thích suốt từ lúc tớ chuẩn bị đi ngủ đến sáng hôm sau. Tớ mới điên lên, đập phát chết nốt. Thế là giám thị bảo tớ bị thần kinh, nhốt tớ vào trại tâm thần. Tớ lại ở cùng một thằng. Người nhà nó đến thăm, mang cho nó rất nhiều giò. Thế là nó ăn không hết, nó lại đút vào gầm giường, đúng không? Thế là có đồ ăn thì phải cho mọi người cùng ăn với chứ, đúng không? Thế là nó không giải thích thế nào là kibo kẹt xì, nó chờ cậu giải thích thế nào kibo kẹt xì, nó chờ cậu đi ngủ, nó giải thích suốt từ lúc đi ngủ đến sáng hôm sau, đúng không? Thế là im mồm nói tiếp, điên đập phát chết luôn. Thế thôi mà một nội dung nhai nhải mãi mà không biết chán. Cậu ơi, sao cậu giỏi thế, cậu lại đoán được chuyện của tớ à? Thì có gì đâu, thì nó na ná giống chuyện của tớ mà. Sao lại giống chuyện của cậu? Thì mình cũng đập chết mấy thằng. Cậu cũng đập á? Cũng đập. Thế cậu lý do gì mà cậu đập? Chẳng cần lý do, chẳng cần nguyên nhân gì, mình thích mình đập thế thôi. Thế cậu đập thế nào? Nghe chuyện tớ kể kinh khủng cái chuyện cậu nhé. Có một thằng con chuyên môn chọc gậy bánh xe, thích đập phát chết luôn. Bố dặn chọc gậy bánh xe thích đập phát chết luôn. Một hội a dua mà một ruột đục nước đó còn đập phát chết luôn, tổng cộng hơn chục. Không ăn không mát được tớ bởi vì sao? Bởi vì tớ oánh toàn thằng nói phét. Mà thằng nói phét là gì? Nói phét là nói mà không làm, gọi nói phét, nó sống kéo tụt kéo xã hội đi xuống. Kéo kéo tụt à? Bộ luật hình sự quy định rất rõ ràng thế nào là ngộ sát và thế nào là cố sát. Ngộ sát là gì? Ngộ sát là hành động giết người không chủ có chủ đích. Không chủ đích có nghĩa là một ranh giới rất mong manh, nó không nắm chắc vấn đề sẽ nhầm lẫn giữa ngộ sát và cố sát. Ngộ sát là gì? Ngộ sát là hành động giết người không chủ đích, không chủ đích sát. Có nghĩa là 3 tháng 3 năm cố sát là gì? Cố sát là hành động giết người có chủ đích sát nhân phải giả tứ, sát ra giả tứ giết người phải đến mạng nó phải dựa cột lý 12 viên đạn người. Một ranh giới rất mong manh nhưng nó không nắm chắc vấn đề sẽ nhầm lẫn ngay giữa ngộ sát và cố sát. Ngộ sát là gì? Cậu nhận đấy hả? Đoạn này cậu kể rồi, cậu lại tua lại làm gì? Nghe hết nhức đầu luôn, bởi vì ngộ sát và cố sát một ranh giới rất mong manh, nó không nắm chắc vấn đề gì nhầm lẫn của ngộ sát và cố sát. Ngộ sát là gì? Ngộ sát là hành động giết người không chủ định, có nghĩa là 3 tháng 3 năm còn cố sát là gì? Cố sát là hành động... Thôi! Cậu thích này là ngày giỗ đầu cậu đấy à? Đức Khuê! Sao biết tôi là ai không? Hả? Đang cao hứng, hùng biện như thế mà... Không thể nào mà chịu nổi nữa. Hóa ra là bác điều trị viên trưởng. Suốt 3 tháng trời nay. Chúng tôi tìm đủ loại thuốc thang, các phương pháp để chữa bệnh cho anh. Vậy mà bệnh tình của anh không hề thuyên giảm, còn nặng hơn cả lúc trước khi vào đây nữa. Nó khỏi rồi chứ bác. Anh đừng cãi nhá. Khó quá thế. Tôi không tưởng tượng đã còn bịa anh đập chết mười mấy người. Khổ quá thế. Ông phải hiểu rằng ông ép em vào cái hoàn cảnh em phải nói phép như thế. Anh đi mồm đi. Điều trị viên đâu? Đây.
làm tiếp hồ sơ cho anh Đức Khuê điều trị 9 tháng 10 ngày nữa. Rồi, được rồi. Phải yêu thêm ép thêm, phải hoàn cảnh thôi. Đấy, anh nói đi, anh nói tiếp đi. Tôi là tôi chúa ghét cái người nói nhiều. Vậy đấy, lại một bệnh nhân nữa nằm vào trung tâm của chúng tôi. Thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay gia đình, tức là tế bào, là nền tảng của xã hội chúng ta, đang đứng trước một nguy cơ vô cùng nghiêm trọng. Cái nguy cơ ấy, nó làm băng hoại giá trị đạo đức, nó kéo tụt sự phát triển của xã hội, nó làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cái nguy cơ ấy chính là căn bệnh nói nhiều. Vậy bệnh nói nhiều là gì? Thưa các đồng chí và các bạn, nói nhiều là một động từ kép. Động từ kép hình thành bởi hai động từ đơn, từ nói và từ nhiều. Nói có nghĩa là nói, nhiều có nghĩa là nhiều. Do đó nói nhiều tức là nói nhiều. Chúng ta phải tìm ra các biện pháp đông tây kim cổ để chữa căn bệnh trầm kha đe dọa hạnh phúc gia đình, phá hoại sự phát triển của xã hội. Đó là căn bệnh nói nhiều, mà nói nhiều là một động từ kép. Động từ kép này hai động từ đơn, từ nói và từ nhiều. Nói có nghĩa là nói, nhiều có nghĩa là nhiều. Do đó nói nhiều tức là nói nhiều. Vâng, hiện nay gia đình là nền tảng của xã hội, là tế bào của xã hội, mà gia đình là đứng trước một nguy cơ vô cùng hiện tại. Chúng tôi cười, nó làm băng hoại đến tận đất, nó kéo tụt sự phát triển của xã hội, nó làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đó là các bạn đã hiểu.